Thưa quý vị, những ngày gần đây thời tiết trở nên nóng bức. Để tìm cho mình một không gian thoáng mát, nhiều người dân thành phố Kon Tum đã lựa chọn bãi bồi ven sông Đắk Pla La, vui chơi hóng gió hoặc check-in. Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây thì người dân Kon Tum lại khám phá ra một địa điểm vui chơi mới, chính là bãi bồi ven sông Đắk Pla. Và vào mỗi buổi chiều thì mọi người thường mang trẻ ra đây để chơi những hoạt động như là đá bóng, xúc cát, và có một số bạn trẻ thì cũng ra đây để dạo mát hay là chụp hình. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi đi khám phá xem ở bãi bồi ven sông vào mỗi buổi chiều thì thường có những hoạt động gì nhé. Thời tiết nóng bức, nhà ở khu vực trung tâm thành phố lại khá chật hẹp, nên gia đình chị Phan Thị Phương Thảo đã quyết định đưa hai con ra bãi bồi ven sông Đắk Pla chơi xúc cát. Có không gian rộng lớn, thoáng mát, lại có đồ chơi theo sở thích, nên trẻ em thỏa thích trải nghiệm. Tôi thấy trên Facebook với mạng xã hội thì nó cũng có quảng cáo, với lại nó giới thiệu nhiều, thì thành ra là cũng hay cho mấy đứa nhỏ đi chơi á. Thành ra cũng dắt nó tụi nó ra đây, thì ra đây thì thấy nó rất thoáng mát, sạch sẽ, nên là cũng thích cho mấy cháu nó ra cho nó vui. Bãi bồi ven sông Đắk Pla không chỉ mát mẻ sạch sẽ mà còn là một địa điểm check-in lý tưởng. Vì vậy nhiều bạn trẻ đã ví von một cách vui vẻ, đây là biển Kon Tum. Trên khắp các trang mạng xã hội, hình ảnh những cặp đôi lựa chọn bãi bồi ven sông để chụp hình cưới cũng trở nên phổ biến trong vài ngày gần đây. Ngoài ra, những hình ảnh lung linh cùng những dòng trạng thái hài hước ví bãi bồi ven sông Đắk Pla là biển Kon Tum do các bạn trẻ đăng tải ngày càng nhiều. Tự nhiên thấy mà ở trên mạng á, là thấy mấy bạn chụp hình đăng lên á, ra ngồi đây thấy đúng là đẹp thiệt, như là biển vậy đó. Em thì cũng coi trên Facebook thì cũng thấy cũng đẹp, xong rồi em lên chụp thì lên đẹp. Bãi bồi ven sông Đắk Pla là địa điểm vui chơi mang tính chất tự phát. Do đó, việc giữ gìn vệ sinh môi trường cũng là vấn đề đáng lưu tâm khi có rất nhiều người tập trung vui chơi, ăn uống như hiện nay. Ví dụ như khi mà ra đây thì cũng phải giáo dục trẻ mà ra đi chơi thì không nên xả rác hay lung tung ở này, thì để cho nó cái khu mình nó sạch sẽ, chơi xong thì có thể mình thu dọn về cho nó cái khu đi, cho nó người khác còn chơi nữa. Để bảo vệ cái chỗ đây á, mình nên mỗi người chúng ta nên muốn có không gian đẹp như thế này á, thì mọi người chúng ta nên có ý thức tự giác một xíu. Tại vì cái này á, không có, cái này là tự nhiên, không phải nhân tạo, không phải một tổ chức nào làm hết á. Trong thời điểm thời tiết nóng bức như hiện nay, bãi bồi ven sông là một địa điểm vui chơi lý tưởng. Tuy nhiên, mọi người nên chú ý vui chơi an toàn, lành mạnh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, tránh tình trạng xả rác ở bãi bồi hoặc xả xuống khu vực sông Đắk Pla gây mất vệ sinh môi trường.